Và hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình là Kiro đây. Thì ngày hôm nay mình xin làm một video hướng dẫn làm sao mà các bạn có thể lên level đậu mini ở trong vườn của các bạn một cách nhanh nhất có thể. Đây là cái đậu mini level 1 của mình. Thì các bạn thấy rằng với cái đậu level mini ở mức level 1 đó thì nó rất là bé và nó còn kiểu như nó còn như kiểu em bé vậy á. Thì bởi vì level 1 là do cái nick là cái nick phụ của mình thôi. Còn cái nick chính của mình là level 6 hay level 7 gì đó mình không nhớ. Ok, thì làm sao để cái cây đậu mini này lớn? Thì các bạn thấy rằng ở trên này có một cái vật kinh nghiệm. Cái vật này là khi mà nó đầy đủ, nó khi đủ 100% thì nó sẽ lên một level. Vậy thì làm sao để lên được? Thì chúng ta sẽ mở những cái ở ô dưới này. Đây. Thì mình sẽ cho 9 ngay nhá. Đấy. Thì tùy, nếu mà các bạn may mắn thì các bạn sẽ được một ít kinh nghiệm, còn không thì nó sẽ cho đồ vậy thôi. Nhưng mà có đồ á thì các bạn có thể đổi ra thành kinh nghiệm và đậu mini. Ví dụ như mình thử đổi trong kho nhé. Ví dụ như mình muốn đổi cái dây chuyền này này, thì ở đây thì bởi vì các bạn bình thường các bạn mở cái đó thì các bạn có thể được kinh nghiệm luôn. Nhưng mà được đồ thì mấy cái đồ này các bạn không cần tới ấy, thì các bạn có thể thu hồi. Các bạn thu hồi các bạn vừa được kinh nghiệm mà vừa được đậu nữa. Đây mình ở được hai kinh nghiệm này, mình sẽ thử thu hồi nha. Đấy. Thì từ 12% nó lên 16%. Thì cứ như vậy thôi, chúng ta sẽ tăng level đậu mini một cách rất là nhanh. Bởi vì chúng ta vừa kiếm đậu thì chúng ta lại mở cái này, hoặc là các bạn nếu mà hết đậu các bạn để miễn phí cũng được. Tức là các bạn chỉ muốn tăng cây đậu của mình thôi và không muốn mở những cái món đồ ở đây nữa. Tức là các bạn chỉ tập trung mở những cái chỉ tập trung là nuôi cây đậu ấy, thì các bạn nên làm một thứ thôi. Mình sẽ thử làm một số món nữa để thu hết xem. Bởi vì cái đây là cái nick phụ của mình nên là mình cũng không quan tâm lắm. Mình thu cả cái gì à, chuột bay à, 10 kinh nghiệm và 10 đậu. Ok. Rồi skin này. Cái này thu được không ta? À cái này ơi lớn mở rồi. Thôi cái này cũng được. Thì cái này là do mình thu cho các bạn biết thôi, chứ nếu mà các bạn nào thấy cần á, các bạn thấy cái nào mà cần thì các bạn nên để lại. Còn không thì các bạn cứ thu hồi hết đi. Chứ nhiều khi có những món đồ chúng ta cũng chả đụng đến bao giờ cả. Cái này được 5 kinh nghiệm luôn các bạn ạ. Và 15 đậu, khá là nhiều. Còn thử cái này xem, cái này thì đúng rồi, cái này cũng được 5 kinh nghiệm và 15 đậu luôn. Kho trang phục, mình thử mở kho trang phục xem. À được 3 thẻ này. Mình sẽ thu nốt luôn. Thì tùy từng vật phẩm, là những vật phẩm nào xịn thì nó sẽ cho nhiều. Còn cùi cùi thì nó cũng cho tầm vài kinh nghiệm thôi, nhưng mà vậy cũng ok rồi. Đấy, mình lên cây đậu của mình lên được level 2 và nó lại tặng cho mình 70 đậu tiếp. Ok, thì để làm sao mà kiếm được đậu? Có rất là nhiều cách. Cách thứ nhất là các bạn vào phần quà này. Các bạn có thể tìm ở trong cái mục ở đây. Ví dụ như nhận đậu mini này. Làm sao nhận đậu mini ở đây nó có này, chia sẻ link. Sau khi các bạn nhấp vào link, các bạn sẽ nhận được 20 đậu mini. Đấy. Một ngày các bạn nhận được tối đa là 5 lần và một lần là được 20 đậu. Vậy chứng tỏ là một ngày các bạn được 100 đậu rồi nhé. Ok, vậy là các bạn có 100 đậu ở trong đây rồi, chắc chắn luôn. Quà mã kích hoạt thì ở đây mình thấy rằng là mấy cái code các bạn có thể lấy từ các YouTuber. Thì nó sẽ cho các bạn một cái code, các bạn gõ vào các bạn có thể được một ít đậu hoặc là bao nhiêu đó mình cũng không biết nữa. Còn ở đây thì đây là quà tặng sự kiện. Các bạn nên lưu ý rằng các bạn phải để ý những cái sự kiện nhé. Bởi vì thường những cái sự kiện sẽ cho quà free rất là nhiều, miễn phí ấy. Rất là nhiều, ví dụ như đang có sự kiện xây map hay là cái gì bình chọn đấy thì khá là nhiều. Ví dụ như Best of 2018 200 đậu nha các bạn. Nhận quà một cái skin 7 ngày. À skin một ngày nhưng mà 7 cái. Ok, vậy là mình được thêm 200 đậu free chả làm gì hết.
rồi cái giấy xây map Giáng sinh. À, cái này là đang là sự kiện map Giáng sinh thì nó cho vật phẩm bình chọn map này. Các bạn nên tham gia với cái này. Đây. Đấy, các bạn hãy bình chọn map nào đó cũng được. Đấy, chết, ấn nhầm tải rồi. Các bạn có thể ấn vào một bình chọn nhưng mà các bạn ra thì các bạn vẫn được nhận đậu. Đây, các bạn thích bình chọn cũng được mà không cũng được, các bạn click vào là các bạn được nhận quà rồi. Thì ở đây nó có những cái ngày này, các bạn nên để ý. Rất là nhiều. Cứ 5 đậu, 5 đậu một là cũng ok rồi. Đấy. Nhận quà. Rồi nụ hôn, cái này thì mua skin nhá. Skin là tí cá thì các bạn mua thì họ sẽ cho bạn 100 đậu. Cảnh báo lừa đảo này. Nạp xung hoạt động mini không thức này. 30 đậu tiếp. Chào mừng trở lại. Cái này thì chắc là do nếu mình lâu mình vô lại á, thì nó sẽ cho mình 50 đậu nữa. Chơi chơi là cũng tầm 600 đậu rồi các bạn ạ. Các bạn có thể invite iOS là cái gì ạ? À, mời bạn bè của các bạn thì các bạn sẽ được nhận thêm 50 đậu nữa. Shimo để mình thử ấn thử xem. À, gửi cái này không được. Ok. Ok, vậy là mình cũng kiếm sơ sơ là cũng gần hơn 600 đậu rồi. Mình sẽ thử mở cái này. Đây, mở cái này cũng khá là nhiều. Thường thì mở cái này sẽ nhiều hơn cái này. Cái đó là điều hiển nhiên rồi, bởi vì cái này là 288. Mình sẽ thử mở một cái nhá. Ok, không nhắc lại. Có khi mở hết luôn cũng được. Chân nến, anime, thẻ trang phục, anime, ok. Mình sẽ mở thêm một lần nữa. Kỳ lân này. Wow, mũ thám hiểm, chân nến, thẻ trang phục, được không? Hiện tại là hết rồi. Ok. Chúng ta lại thử thu hồi 100 kinh nghiệm, 153 đậu, mình sẽ thu hồi. Thu hồi, cái này được 81 này. Thu hồi, cái này là kỳ lân. Ok, bởi vì đây là nick phụ nha các bạn nên là mình cứ thu thôi. Mình làm clip là chủ yếu mà. Các bạn thấy chưa? Cũng chung lại là cũng tầm 500 rồi. Tức là các bạn bỏ 600, các bạn lấy kinh nghiệm. Đấy, các bạn lên level 3 các bạn lại được thêm 100 nữa. Lại trở về tầm ban đầu rồi. Đúng không ta? À không, cái này nó cộng cho mình trước là cũng tầm 500 rồi. Là cũng bị hao đi 100 đậu thôi. Level 3 rất là nhanh. Bây giờ mình lại mở tiếp này. Ê, cái này hơi hơi quá. Từ chiếc giường anime, ok. Mình sẽ mở thôi mình sẽ vào kho và mình lại đổi tiếp. Thì đây là cách mà chúng ta có thể kiếm đậu nhanh nhất có thể. Bởi vì chúng ta không cần những cái món đồ này thì chúng ta thu hồi hết. Ok. Mình gần level 4 rồi này. Mình thử thêm một cái nữa. Mở nốt cái này luôn. Vậy đi. Không biết là lên được level 4 hay không đây. Biết đủ không nhỉ các bạn nhỉ? À, level 4 luôn. Được tặng thêm 140 đậu. Wow. Vậy là từ level 1 lên level 4 rất là dễ dàng. Ok, thì mình sẽ xin dừng video ở đây. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình xin một like, một share, đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nhé. Bây giờ thì tạm biệt các bạn. Bye bye.